lý do từ chối nhận tiếp nước từ đối thủ Indonesia được Nguyễn Thừa Anh nói ra cụ thể vì sao có hành động như vậy cô tiết lộ về tương lai của thể thao đền kinh Việt Nam trong phần thi chạy 10.000m khi chạy được 20 phút đối thủ người Indonesia chân chạy Nabahu đã tạt ra để tiếp nước lúc này Nguyễn Thừa Anh ở vị trí thứ hai và không tiếp nước chân chạy đối thủ Indonesia có hành động đẹp khi quay sang đưa nước cho Nguyễn Thừa Anh nhưng vận động viên của Việt Nam đã từ chối cả hai sau đó đã tiếp tục giật đuổi trên đường chạy lý giải hành động từ chối tiếp nước khi đang thi đấu Nguyễn Thế Anh cho biết, nhu cầu tiếp nước của mỗi người là khác nhau, cần lượng nước ở thời điểm khác nhau. Cô cũng cho biết thêm việc lựa chọn thời điểm tiếp nước cũng nằm trong chiến thuật chạy, do đó cô không nhận cốc nước mà đối thủ đưa cho. Dù vậy, Nguyễn Thế Anh vẫn cảm ơn và hành động đập tay đối thủ. Nói đến tương lai của điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thế Anh tin tưởng điền kinh Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa sau SEA Games 32. Cô nói, đây là một tín hiệu khá tốt của điền kinh Việt Nam. Tôi mong rằng có những vận động viên trẻ tài năng hơn nữa. Qua đó tiếp bước các đại anh đàn chị. Sau khi xuất sắc giành huy chương vàng điền kinh ở các nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m, Nguyễn Thế Anh tiếp tục tranh tài ở nội dung 10.000m ngày 12 tháng 5. Ở nội dung này, Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ là hai đại diện của Việt Nam. Nguyễn Thế Anh và Hồng Lệ tranh tài nội dung 10.000m cùng 11 vận động viên khác nhau. Ngay ở vòng đầu, vận động viên người Bắc Giang vượt lên dẫn đầu, Hồng Lệ cũng theo sát phía sau. Sau cùng phần thi này, chân chạy người Bắc Giang cán đích đầu tiên giành huy chương vàng với thành tích 35 phút 11 giây 53. Hồng Lệ về vị trí thứ hai giành huy chương bạc với thời gian 35 phút 21 giây 09. Với chiến thắng này, Nguyễn Thế Anh là vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành được 4 huy chương vàng điển kinh tại một kỳ SEA si Games. Đây là một thành tích khó tin của vận động viên 27 tuổi.